chị em trong và ngoài nước bao nhiêu là cái sáng suốt người ta rồi. Hen mà bây giờ cái con này ở cái Bạc Liêu á chú, nó lên cái nó mới lên cái clip nè, nó đuôi hay là nó điếc gì mà tới giờ phút cuối cùng này cả trăm cái ngàn người đưa nói lên, mà tại sao mà nó đuôi hay sao tôi tức. Nó nói nó bây giờ nói với Bạc Liêu nó tính giúp thằng Trọng Súng để đi đổi bình ga đó chú. Trời ơi tôi tôi nói lên bây giờ tôi nhờ cái tôi nhờ chú làm ơn đưa lên giùm nha. Dạ. Ta nói bây giờ sự việc nó thiệt với chú gần kết thúc rồi, mà nó còn cái con này không biết gì sao mà nó nghĩ sao nó cũng muốn gây cái ác, cái ác là kéo dài thêm đó. Chú thấy cái chuyện đời không? Tức cho cái con này nè, cái con ngu muội này không biết nó ăn gì, nó uống cái gì của vợ chồng thằng Trọng Súng này, mà nó coi nó nói để nó giúp thằng này đi đổ ga. Bây giờ để tôi nhắn cho con này nó nghe nha. Cái con ở Bạc Liêu này tôi không biết nó tên gì mà nói nó ở Bạc Liêu gần ông cha dưới á. Bây giờ tôi nhắn nó, tôi nói là mày phải sáng suốt nghe, mày phải mày có cặp mắt mày sáng suốt giùm cái thằng này là gia đình cha mẹ nó, vợ chồng nó là ma đề đó, tôi nói đó là con ma đề. Kết luận bây giờ là gia đình đó là con ma đề đó chú. Hồi trước hồi năm ngoái nó lấy một số tiền của mạnh thường quân của chúng tôi nó đem về thì quê hương đó nó cờ bạc, bị nó cờ bạc là một mà nó chơi đề là 10 nhưng bây giờ nó trôi lên thành phố giờ này là nó chơi, nó là con ma đề chú biết không. Một ngày đó thì nè bây giờ tôi thấy rõ ràng sự việc nó rõ ràng rồi. Chú biết bây giờ hiện giờ nó đang dọn lại cái chỗ mà mình gần quán nhậu đó, là cái cô này ở sớm đen người ta đã báo con vợ nó chơi đề, chú biết không, chơi đề cái bằng một ngày là ba sáng thì hai đài, tối một đài, người ta ở sớm đó người ta báo với cái cô chủ trọ đó đó, thành ra cô chủ trọ đó cũng đã bữa nay đúng một tháng cô đuổi nó đi mà cô đốt phong long rồi. Rõ ràng chưa, đuổi đi và đốt phong long đó. Rồi bây giờ nó dọn lại ngay chỗ cái quán nhậu. Thì tôi không biết cái dọn cái chỗ đó không biết nó làm sao nghe. Cái sự thật là bây giờ là tất cả là ở thành phố đi, nói chung là dân ở thành phố từ nhỏ tới lớn ai cũng biết là vợ chồng nó, cha mẹ nó là con ma đề. Bây giờ không thế nào mà nó chuyện chú, con ma đề làm sao bỏ được, có chết thôi, chết mang theo. Chú biết không, nó cầm thấy không, nó nói lên cái clip á, bữa hổm nó cầm cái xe tối nó chuột, tức là cái bữa đó nó trúng được là 10-15 ngàn, được 10.500.000. Đó là cái cô nói rõ ràng đó, nó trúng được cho nên nó đi nó chuột cái xe ra đó. Rồi ngày nay cái ngày 10 tây là ngày hôm qua đó, là nó đem nó cầm cái xe 7 triệu, rồi nó cầm mấy cái điện thoại, nó có tiền nó kinh doanh điện thoại, nó mua điện thoại để sửa lại, nó đem nó cầm cái 1 triệu 2 triệu. Rồi nó đưa giấy ra mấy cái thằng YouTuber này, là mấy cái thằng này nó thiệt cái chú, nói chung là bây giờ cả bọn này đó nó uống ba cái đồ của vợ chồng Trọng Súng đó, nó thẳng luôn á, uống ba cái đồ dơ, đồ giấy, đồ mà kêu bằng đậm đó. Nó bây giờ nó hết biết nó là cái gì rồi, nó cứ đeo thôi, nó quay hoài á. Bởi tôi khuyên á, cho nên người ta thấy những cái clip nào mà nói tới Trọng Súng đó là mấy cái chú này mất cái uy tín lắm, đừng nên quay nữa đó. Còn tôi cũng cảm ơn, rất là cảm ơn tiếng nói của bác ba nói thiệt đó, nhìn sâu hiểu rộng. Bác ba đã nói hồi năm ngoái rồi, mà bây giờ tại sao mà bác ba biết là nó là con ma đề, bác ba biết rõ hết trơn, sự việc gì bác ba cũng biết hết trơn á. Nhưng mà tiếng nói của bác ba đó là để nói lên những cái người mà ngu muội đuôi điếc á, một tiếp tay đó là tiếng nói của bác ba để giúp cho những người mà không nghe đuôi điếc cho thức tỉnh. Chứ bây giờ tôi nói cho chú nghe nha, cái lời nói của tôi nó thiệt chứ chú, tôi nói rất là minh bạch mà rất là rõ ràng, để chi, để cho những cái người ngu muội này nó không có còn mà ám chướng nữa. Tôi nghe những cái chú là cái con ma đề xã hội này người ta đã tiêu diệt rồi, bây giờ nó lên Sài Gòn đâu có cờ bạc mà nó chơi đề. Chú biết con vợ nó tối ngày không nấu ăn nấu gì chơi, mua đồ ăn không mà dơ giấy nghe, kêu bằng
tối ngày bàn đề không, nó mạnh nó bàn đề, mạnh nó bàn đề, rồi con vợ nó bàn đề, rồi bà già nó đây nè, nay mai ta đuổi đó, nó không chơi lệ nữa đó. Rồi ông già nó thì cái thằng này là cái thằng vô dụng bất tài, cái thằng ăn nhậu, bây giờ nó đưa thằng này lên làm trọng súng thứ hai đặng bà lường gạt người ta nữa. Làm bộ tôi hỏi chú, vừa qua cả năm trời đó, bây giờ đó bao nhiêu người sáng mắt thấy rõ không? Cả năm trời trên thành phố á, hen, nó gian, nó ngửa tay ra, nó xin người ta, hen, nó ăn bài người ta, mà già này á, nó có bao giờ nó nói tất cháu nó đâu. Nó tối ngày nó đi, nó ăn chực người ta, nó lo ăn nhậu, đang chực người ta, con vợ thì lường gạt người ta. Nó nghĩ nó chát. Bây giờ những cái clip của thằng Nhịp Sống Riêu với thằng Bình Định Dấu Yêu với con Tây Phút này nè, với thằng Thanh, với cái thằng Nam Kiên Giang, nhờ những cái clip này nè đó mà nó bày đặt, nó đưa lên đăng những người ta không biết á, người ta làm lỡ nữa đó, là vậy đó, còn tiếp tục nữa chứ không phải vậy đâu, nó còn gây những cái hậu quả. Mà tôi nói á, nếu mà một ngày nào nó gây ra những cái bọn này và gia đình nó thiệt với chú đó là không có yên đâu. Bởi vì nhìn ra xã hội chú thấy không, người ta đuôi đi đuôi điếc, đùi đuôi tật nguyền mà người ta vẫn còn tranh đấu để ta bán vé số người ta sống. Còn cái thứ mà đi lường gạt người ta đấy hen, là mai chiều nè, trời sẽ hại nó mất, chứ không phải được để ung dung như vậy đâu. Ung dung như vậy đấy hen, là một người nói một tiếng nói á, nó sẽ lãnh cái ác ôn, cái sự ghi bằng cái sự ăn đồng tiền á, nhục nhã nhơ nhuốc á đó, như con thỉ đó. Là con đó bây giờ nó thiệt chứ chú, bây giờ xin lỗi chứ xã hội này á, con gái chơi còn hơn nó nữa, còn nó nhục nhã nhơ nhuốc lắm. Trời ơi, người ta nói tệ luôn nha, không biết nó uống cái gì của vợ chồng trọng súng nha. Mà trời ơi, bây giờ ông nội ơi, ai cũng nguyền rủa, ai cũng chửi hết trơn á. Mà tôi không biết cái con này cha mẹ nó sanh ra để biết đẻ tiếng gà tiếng vịt còn sướng hơn để đẻ con này. Cái con này là cái con nhơ nhuốc, chứ bằng nó tồi bại ở xã hội luôn. Làm cái gì một cái thằng ăn mày như thằng cái thằng lương gạt ta, mà nó đeo cũng như là còn đeo còn hơn vợ trọng súng đeo nữa. Trời đất ơi, nó đeo gì 24/24 ông nội ơi. Giết mà tôi không biết nó làm tiền nó chiên trọng súng nhiêu, mà nó xích ra 2 triệu nó cho thằng trọng súng. Trời ơi, thôi được rồi, tao nhắn với mày nha, cái con tê khuất, con thủy Long An mày đó nha, thế nào chính quyền cũng là mà làm việc mày à, bị mày trả hình, mày dân chơi trá hình, cho nên nó xã hội đều lên án mày đó, tao cho mày biết nghe. Chứ không phải mày để mỗi ngày mày ung dung mày đưa lên cái sự việc của thằng trọng súng. Bây giờ á, mày biết tất cả là trong và ngoài nước, cộng đồng á, cô bác anh chị em đều biết ngay là gia đình thằng này là con ma đề đó. Mày biết con ma đề là gì không? Con ma đề á, là nó coi như nó phá ngay là những cái xã hội, nó phá cái tốt đẹp của xã hội, nó đem lại cái ảnh hưởng cho cái là cái hại cho đất nước đó. Một ngày nào cũng phải đưa tụi bay ra để mà được phát trừng trị, chứ không phải như vậy đâu đó. Tao nhắn gửi với mày vậy đó đó. Rồi cái thứ nhất, cái thứ nhì á, là tôi phải nhắn gửi với cái con mà nghe nó Kim Anh gì ở Bình Dương gì đó. Cái con này hồi năm ngoái em là cái miệng đó kiện cái thân nó, đã cái thân nó hại rồi, trời cho nó nghĩa là ngồi một chỗ đĩa chay đá dầm mà nó không biết, mà giờ này nó còn tiếp tay trọng súng nó đưa lên để nó chửi mọi người. Tao cho mày biết nghe mày đó, đó cái miệng mày nó kiện cái thân đó, mai chiều mày không yên được đâu. Những cái gì mà chị em cộng đồng mạng lên còn bắt ba là những cái bậc tiên tri đó, những cái bậc thánh đó, chứ không phải vừa đâu. Mày đừng có đụng tới bắt ba nha, tao cho mày biết nha. Cái con này mày nói sao đó hen, mà bây giờ trời hại mày ngồi chỗ đó, mày biết đó, trả quả này đó. Tao nhắn gửi lại với mày như vậy đó. Trời, tao coi cái clip mà những cái gì của mày mà đưa lên rồi nha. Trời ơi, mày nói ra đó cũng như là mày là con vi trùng ở xã hội, cũng chung như cái bắn của trọng súng luôn á. Ở đây người ta nhận xét hết trơn á đó. Rồi cái thằng Phúc này nè, thằng Phúc Bình Tân này nè, cái thằng này, cái bộ mặt này nè, thằng Lùng này nè, nó cà chớn lắm. Mày á, bây giờ mày vô mày cũng như mày đặt mày là gia nhập với cái băng của trọng súng, mày đưa ông già nó lên. Ông già nó nói thiệt mày á, nó là một với ông già nó hai đó, nó đạo diễn tài tình như vậy đó.
đó, thằng già này nè, lòng thương hại của bao nhiêu người đó đó, nó làm bộ nó thương cháu, nó thương cái gì, cả năm trời nó có nhớ tới con cháu nó đâu. Bây giờ bày đặt nó lên đây rồi, cái nó múa mỏ, nó nói xạo, nó dốc, nó láo để nó qua mắt người ta hả? Ở đây bây giờ ai cũng đều biết hết trơn á. Cái tiếng nói của tôi năm nay tôi 76 tuổi rồi, tôi nói lên là tiếng nói của tôi đâu ra đó, là để tôi nghe lệnh, tôi nói lên là để tôi giúp tất cả mọi người trở thành một người tốt, không có si mê mà không có mù đuôi mà nhìn, không có nhìn ra cái thằng này, cái thằng con ma đề này tôi nói thiệt bao nhiêu đây nè, đây sắp tới sẽ coi đó, nó khai là nó cầm xe cầm này cầm kia, con nó đi học nó bày đặt nó đưa lên để chi, làm nó xin nó lại lục, nó gian xin tiền của người ta nữa hả? Bây giờ người ta đã rõ như ban ngày hết trơn rồi, không có ai mà làm nữa đâu. Cái lần này là lần cuối rồi, cũng không có ai mà đồng bạc cũng không ai cho nó đâu. Trời ơi, tất cả mọi người tốt đều đưa lên lên án cái gia đình cái thằng ma đề này nè, bây giờ bắt đầu là gia đình ma đề đó, nói nó là gia đình của ma đề nó đó, cả luôn cái bà già và vợ nó dứa, chú biết không, hồi năm ngoái á, Mạnh Thường Quân người ta gửi cho 85 triệu, bây giờ bà khai á, hôm trước thì bà khai bà nói bà rút ra còn có 35 triệu à, rồi nó khai bả là bả cũng chơi đề nữa đó. Yeah. Cái gia đình này, gia đình là ma đề, ma quỷ đề đó, nó phải phá hoại đất nước như vậy đó. Bây giờ tôi yêu cầu chính quyền á, phải sáng tỏ lên, làm cho rõ ra để tội nghiệp những người mà người ta làm ăn trơn chất này kia đó, mang cái tiếng tội nghiệp người ta đó. Một lần cuối cùng này á, tôi nói ngắn gọn thôi hen, gia đình thằng Trùng Súng này á là con ma đề hen, đi tới đâu á là gây á, là thù gây quán tới đó. Nhà trọ của người ta hồi xưa tới nay đâu có chuyện vậy, mà nó đi nhà trọ lần này là lần thứ năm rồi đó, là để coi chóng mắt lên coi người ta cho nó mướn tới đâu. Dòng con ma đề mà nó phá hoại dân chúng mà làm ăn gì được. Tôi hỏi chú con vợ thì tối ngày ha, là ghi lệ không mà có làm ăn gì được đâu đó, không có làm ăn gì được hết trơn, cơm nước gì cũng đâu cho anh chị, cho bếp ga, cho mà nấu cơm làm gì, nó có làm nên nó toàn nó ăn cơm tiệm không à. Yeah. Bây giờ người ta kêu oán quá trời quá đất rồi, bây giờ nó không có cách đầu lên nổi rồi, cuối cùng rồi bây giờ nó tính lường gạt cái chiến thứ hai này, nó đưa con nó là một đi học cái gì, học ăn cướp hay học cái gì đó. Tôi tức quá trời, tôi nói thiệt với chú ấy, mà đã là bao nhiêu cộng đồng mạng, tất cả bà con cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân người ta sáng suốt, người ta nói lên sự thật, mà kết luận bây giờ là gia đình cái thằng ma đề này nè, bây giờ kêu công an là phải nghe là bắt tay vào việc làm cho ra lẽ. Chứ để tôi hỏi chú bây giờ 1.000 người có 1-2 người nó như cái con tôi nói ra nãy đó, tôi coi cái clip Sống Ngầm đó. Yeah. Trời ơi, nó là dân Bạc Liêu mà nó kêu thằng này bây giờ là cái bình ga thì vốn có 200 mà đi bỏ ga đi, mà con ma đề này nó làm ăn gì mà bỏ ga bỏ đồ mà nó hướng dẫn thầy kia nọ anh chi cho mặt công á. Cái lời nói của nó là Trọng Súng này xin lỗi chứ bây giờ đó hả, trời nói nó còn chưa nghe, đừng có nói nó mấy con đầy mà hơi hám gì đó. Tôi nhìn tôi thấy cái clip trời ơi, nó bu lợi cũng như là dòi mà bu đóng tức vậy đó, nó thẳng luôn á, dòi bu đóng thân á, nó tồi tại, nó ăn á, nó thiệt nó nuốt không có trôi đâu. Cái đám này thằng thuốc này, thằng Hút Bình Tân, thằng này em bây giờ nó gia nhập vô cái đám này nè đó, rồi nó cộng luôn cái con thủy tây tây cút đi em, là cái con này tôi lên án nó rồi, tôi nói mấy đứa cháu tôi đây em phải tìm con này ra em, điều tra con này cho nó một cái bài học. Và việc từ cái đám này nè, cái đám mà quay phim nè, nhất là thằng Diệp Thông Niêu á, thằng khốn nạn này nè, nó làm như nó chọc tức, nó coi cộng đồng mạng trong và ngoài nước không ra gì hết trơn á. Mẹ thằng này phải nói đó, thằng ăn cướp đi bằng ăn cướp trá hình đó, muốn giật của người ta ăn đó, là nhờ cái tay súng làm đó. Cái băng này thế nào nó cũng gây án, tôi nói rồi, nó làm những chuyện tài trời không chú Tân. Yeah. Trời ơi, mình coi nha, một cái clip coi càng ngày nó càng là càng nó thì càng sốc, dễ sợ sốc luôn á. Trời ơi, nó đưa lên cái tựa đề là dối trá gian manh không à. Mà tại sao có cái thằng Trọng Súng là cái thằng này, tại sao đất nước Việt Nam mình để yên cho nó, tôi không biết sao nha. Bắt đầu bữa nay tôi phải gửi cái bức thư lên cho
cho chủ tịch nước á. Cái này là đâu có phải cái chuyện mà đơn giản được, cái chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu đó. Tôi nói đây là mai chiều nè, nó mới trở thành một cái thằng là cướp giật xã hội đồ. Cái thằng này là không, cái bằng nó cùi, nó nói câu cùi không sợ lỡ rồi. Cùi nó không sợ lỡ, tôi thấy không? Bằng con thì sanh đạo tặc là thằng này nè. Tôi thấy cái người anh cướp đi nữa ta cũng thích tỉnh nè. Còn cái thằng này đó, nó làm càng ngày nó làm cho xã hội càng ngày càng xấu hổ thêm nè. Tôi nói, tôi khẳng định luôn á đó. Thì tôi mong nhờ á, cuối cùng rồi á, tôi yêu cầu chính quyền công an nhúng tay vào sự việc thằng cái thằng gia đình Ma Đề này nè, phải triệt để nó nghe, chứ đừng có để cho nó lộng hành đó. Bây giờ á là cái thằng cha nó là trọng súng thứ hai đó đó, nó tiếp tục nó diễn thêm một màn kịch nữa. Đó, tôi vì cháu gì này gì kia, cái thằng già này nè, là cái thằng này kêu bằng, cái thằng kêu bằng tối ngày sáng xỉn chiều say, mẹ con người vô danh tiểu tốt, không có là cái gì vậy. Ở dưới là giặt sỏi, người ta nói tối ngày nó chạy xe đạp đi kiếm mũ, rồi nó đi kiếm người ta đi ăn trực, người ta nhậu nhẹt bừa bãi. Bây giờ cũng vậy, ra ôn dịch gì mà đứng bán hút thuốc phì phà, trời ơi, làm ô nhiễm cái môi trường hết trơn á, mà cũng để yên vậy đó. Tôi yêu cầu chính quyền địa phương phải bắt tay vào việc. Và cái cô nào mà cho mướn nhà trọ đó hen, là phải theo dõi coi đúng như cái lời tôi nói không. Đó, con vợ nó tối ngày á, bàn đề hen, một ngày á, sáng 2 cử, tối 1 cử, là bàn đề 3 cử. Còn nó, tôi nói thiệt, nếu mà bà con nào mà làm lỡ mà đưa nó cái núi đó, và nó cũng hết nữa. Tại cái con Ma Đề mà làm sao mà nó, trời ơi, bác ba nói thiệt, phải nói cho Iran hết trơn không. Bác ba là người phải nói đó, người tốt việc tốt đó, người ta nói đâu ra đó. Mà thấy không, cái người mà coi như là như bác ba là không có sợ một cái gì, muốn gì đây lại gặp bác ba đi đó. Tôi nhắn với cái con mà cái con Kim Anh gì ở Bình Dương đó, cái con đầy đấy hả, là mày coi đi, mày chống mắt lên đi, mày sẽ ngồi một chỗ mỉa chay đá dầm. Ta nói vậy đó, trời sẽ hại mày. Mày nói mày cũng láo với bác ba hả, là cái tội của mày là tội tài trời đó. Mày binh cái thằng là coi như cái thằng lường gạt xã hội, binh cái thằng như còn thông ra gì hết trơn á đó, rồi mày sẽ thấy cuộc đời của mày đó. Còn cái con mà Bạc Liêu mới lên liếp đi em, sống ngầm đi em, là tao nói cái con này nè, thì mày thục nha, mày rút nha, chứ mày mà đưa lên nữa đó nha, là chúng hay là nguyền rủa mày, mày không có làm ăn được đâu nha. Mày đâu có đuôi có điếc mà mày không biết cái thằng Ba Đề này mà mày bài vẽ cho làm ăn nó, mà làm ăn gì đó. Tao nói cho tất cả bao nhiêu người đều nghe cái tiếng nói của tao nè, gia đình thằng này là gia đình con Ba Đề đó, làm sao phải triệt nó mới được, không triệt nó là xã hội là không có là bình an được đâu đó. Thôi trước khi dứt lời, tôi cảm ơn chú rất là nhiều nghe chú Tân. Dạ dạ, tôi cũng cầu chúc cho chú được dồi dào sức khỏe. Dạ gia đình anh. Dạ dạ dạ, em cảm ơn cô, chúc cô cùng gia đình sức khỏe con nhé. Dạ cảm ơn chú nhiều nha. Dạ dạ dạ, dạ. Chúc đó, mà coi như làm việc tốt là cái gì cũng khỏe mạnh hết trơn chú. Dạ chờ thằng chú có sức khỏe để chi, để nhờ những cái clip của chú nói lên những cái sự việc mà đã như vậy đó, để cho bao nhiêu người đừng có làm cái gia đình cái thằng này. Dạ cảm ơn chú nghe chú. Dạ dạ, không có gì cô. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ.